Như vậy, thưa quý vị và các bạn, đúng như các chuyên gia đã nhận định, giá vàng thế giới đang nghe ngóng các thông tin mới. Giá vàng trong nước giao dịch cũng đang bị ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới. Xin chào mọi người, xin chào các bạn. Và đây là bản tin giá vàng được cập nhật mới nhất vào đầu giờ sáng giao dịch ngày 4 tháng 3 năm 2020 xin được chia sẻ gửi tới mọi người và các bạn. Để không bỏ lỡ những tin tức giá vàng được kênh cập nhật mới nhất, mời quý vị và các bạn hãy cùng bấm đăng ký kênh rồi ấn hình quả chuông. YouTube sẽ tự động thông báo tới mọi người và các bạn mỗi khi kênh cập nhật tin tức giá vàng mới. Thưa quý vị và các bạn, theo giới phân tích, giá vàng thế giới đang nghe ngóng thông tin mới. Hiện thị trường đang dự đoán một làn sóng cắt giảm lãi suất và kích thích tài chính nhằm hỗ trợ kinh tế. Ngoài ra, thị trường cũng đang chờ đợi các thông tin từ cuộc họp trực tuyến của các nhà hoạch định chính sách G7 vào đêm qua ngày 3 tháng 3 để bàn về cách chống lại các rủi ro kinh tế do dịch bệnh gần đây đã lây lan với tốc độ nhanh chóng trên toàn cầu. Đây sẽ là chìa khóa để dự báo động thái giá vàng. Một số nhà phân tích hàng hóa thì nghi ngại cho rằng xu hướng đi lên của vàng có thể bị hạn chế và thậm chí giá sẽ giảm sâu hơn khi xuất hiện giao dịch rủi ro, bao gồm cả giao dịch dầu và chứng khoán. Cả hai tài sản này đã phục hồi mạnh mẽ do các ngân hàng trung ương toàn cầu hứa hẹn sẽ cùng hành động để chống lại dịch bệnh. Mặc dù nhiều lần thất bại trong việc chinh phục phạm vi 1.600 USD trên một ounce, giá vàng vẫn tăng thêm 0,84% lên mức 1.599 USD trên một ounce khi thị trường châu Âu mở cửa. Sau đây hãy cùng điểm nhanh qua bảng giá vàng giao dịch đầu giờ chiều ngày hôm qua. Như trên bản giá thì một số loại vàng và một số sàn giao dịch vàng có sự tăng giảm không đồng đều. Ở chiều mua vào, giá vàng nằm trong khoảng 45 triệu 500 nghìn đồng trên một lượng cho lên đến 46 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng mua vào. Ở chiều bán ra, giá vàng giao dịch nằm trong khoảng 46 triệu 350 nghìn đồng cho lên đến 46 triệu 470 nghìn đồng trên một lượng bán ra. Ở chiều bán ra, giá vàng giao dịch nằm trong khoảng 46 triệu 350 nghìn đồng trên một lượng cho lên đến 46 triệu 470 nghìn đồng trên một lượng bán ra. Giá trị tăng giảm của các sàn giao dịch vàng thì mọi người và các bạn có thể quan sát được ở trên màn hình. Sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin giá vàng giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay, ngày 4 tháng 3 năm 2020. Nhìn vào bảng giá thì chúng ta cũng dễ dàng thấy được rằng giá trị tăng giảm của vàng ngày hôm nay không quá lớn so với giá trị giao dịch vàng của đầu giờ sáng ngày hôm qua. Cụ thể, vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào là 45 triệu 900 nghìn đồng, bán ra là 46 triệu 400 nghìn đồng. Chiều mua vào giảm 100 nghìn đồng, chiều bán ra giảm 50 nghìn đồng. Vàng SJC Hà Nội mua vào là 45 triệu 900 nghìn đồng, bán ra là 46 triệu 420 nghìn đồng. Chiều mua vào cũng giảm 100 nghìn đồng, chiều bán ra cũng giảm 50 nghìn đồng trên một lượng. Vàng Doji thành phố Hồ Chí Minh mua vào là 46 triệu đồng trên một lượng, bán ra là 46 triệu 520 nghìn đồng trên một lượng. Chiều mua vào tăng 10 nghìn đồng, chiều bán ra tăng 30 nghìn đồng. Vàng Doji Hà Nội mua vào là 46 triệu đồng trên một lượng, bán ra là 46 triệu 500 nghìn đồng trên một lượng. Chiều mua vào tăng 100 nghìn đồng, chiều bán ra tăng 200 nghìn đồng. Vàng PNG thành phố Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội đồng loạt mua vào là 45 triệu 500 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 46 triệu 350 nghìn đồng trên một lượng. Giá trị giao dịch đang đứng yên so với đầu giờ sáng ngày hôm qua. Tại sàn giao dịch vàng Phú Quý SJC mua vào là 46 triệu đồng trên một lượng, bán ra là 46 triệu 400 nghìn đồng trên một lượng. Chiều mua vào tăng 150 nghìn đồng, chiều bán ra tăng 100 nghìn đồng trên một lượng. Tại sàn giao dịch vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào là 46 triệu 050 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 46 triệu 450 nghìn đồng trên một lượng. Chiều mua vào giá vàng đang đứng yên, chiều bán ra giá vàng tăng 50 nghìn đồng trên một lượng. Tại sàn giao dịch vàng Công ty My Hồng mua vào là 45 triệu 900 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 46 triệu 500 nghìn đồng trên một lượng. Chiều mua vào tăng 200 nghìn đồng trên một lượng, chiều bán ra giảm 200 nghìn đồng trên một lượng. Giá vàng SJC giao dịch tại các ngân hàng lớn trong cả nước cũng đang có sự tăng giảm đối nghịch. Cụ thể, tại ngân hàng Eximbank mua vào là 45 triệu 900 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 46 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng. Chiều mua vào và bán ra đồng loạt giảm 150 nghìn đồng trên một lượng. Tại ngân hàng Á Châu ACB mua vào là 45 triệu 850 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 46 triệu 250 nghìn đồng trên một lượng. Chiều mua vào và chiều bán ra đồng loạt giảm 50 nghìn đồng. Tại ngân hàng cổ phần thương mại Sài Gòn SCB mua vào là 46 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng, bán ra là 46 triệu 400 nghìn đồng trên một lượng. Chiều mua vào và bán ra đồng loạt tăng 300 nghìn đồng trên một lượng. Tại ngân hàng Vietinbank mua vào là 45 triệu 700 nghìn đồng trên một lượng,
bán ra là 46.170.000 đồng trên một lượng. Giá trị giao dịch vàng đang đứng yên. Tại ngân hàng Sacombank mua vào là 45.950.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.200.000 đồng trên một lượng. Chiều mua vào tăng 150.000 đồng, chiều bán ra đang đứng yên. Tại ngân hàng TPBank mua vào là 45.870.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.210.000 đồng trên một lượng. Chiều mua vào giảm 80.000 đồng trên một lượng, chiều bán ra giảm 90.000 đồng trên một lượng. Tại ngân hàng Maritimebank mua vào là 45.300.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.400.000 đồng trên một lượng. Chiều mua vào tăng 200.000 đồng trên một lượng, chiều bán ra tăng 100.000 đồng trên một lượng. Giá vàng SJC giao dịch tại các tỉnh, thành phố và vùng miền trong cả nước giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng ở chiều bán ra. Cụ thể tại các địa phương như là Hà Nội, Đà Nẵng, Cà Mau, mua vào là 45.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.420.000 đồng trên một lượng. Tại Nha Trang mua vào là 45.890.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.420.000 đồng trên một lượng. Tại Bình Phước mua vào là 45.870.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.430.000 đồng trên một lượng. Tại Huế mua vào là 45.880.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.420.000 đồng trên một lượng. Tại Biên Hòa, miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào là 45.900.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.400.000 đồng trên một lượng. Tại Đà Lạt mua vào là 45.920.000 đồng trên một lượng, bán ra là 46.450.000 đồng trên một lượng bán ra. Giá vàng trang sức và vàng nữ trang cũng đang giảm giá. Như mọi người và các bạn đang quan sát trên màn hình thì vàng nhẫn 4 số 9 loại 1 chỉ đến 5 chỉ mua vào là 45.100.000 đồng trên một lượng, bán ra là 45.850.000 đồng trên một lượng. Chiều mua vào và bán ra đang giảm 150.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 4 số 9 mua vào là 44.850.000 đồng trên một lượng, bán ra là 45.750.000 đồng trên một lượng, đồng loạt giảm 150.000 đồng cả hai chiều giao dịch. Vàng nữ trang 24K mua vào là 44.097.000 đồng trên một lượng, bán ra là 45.297.000 đồng trên một lượng, giảm 149.000 cả hai chiều giao dịch. Vàng nữ trang 18K mua vào là 32.666.000 đồng trên một lượng, bán ra là 34.466.000 đồng trên một lượng, giảm 112.000 đồng cả hai chiều giao dịch. Vàng nữ trang 14K mua vào là 25.025.000 đồng trên một lượng, bán ra là 26.825.000 đồng trên một lượng. Cả hai chiều giao dịch đang giảm 87.000 đồng trên một lượng. Vàng nữ trang 10K mua vào là 17.430.000 đồng trên một lượng, bán ra là 19.230.000 đồng trên một lượng. Cả hai chiều giao dịch đang giảm 62.000 đồng trên một lượng. Đến với tỷ giá tiền ngoại tệ giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay thì chỉ có riêng tiền nhân dân tệ và tiền euro là tăng giá, còn lại tiền bảng Anh, tiền yên Nhật và tiền đô la Mỹ đang giảm giá. Cụ thể, một nhân dân tệ mua vào là 3.265.64 nghìn đồng, tăng 8.41 đồng, bán ra là 3.368.16 nghìn đồng, tăng 8.67 đồng. Một euro mua vào là 25.350.05 nghìn đồng, bán ra là 26.508.32 nghìn đồng. Chiều mua vào tăng 168.94 đồng, chiều bán ra tăng 176.67 đồng. Một bảng Anh mua vào là 29.222.36 nghìn đồng, giảm 101.84 đồng, bán ra là 29.839.88 nghìn đồng, giảm 103.97 đồng. Một yên Nhật mua vào là 207.84 đồng, giảm 0.84 đồng, bán ra là 217.34 đồng, giảm 0.88 đồng. Một đô la Mỹ mua vào là 23.120 nghìn đồng, giảm 20 đồng, bán ra là 23.290 nghìn đồng, cũng giảm 20 đồng, đang giảm giá quy đổi so với tiền Việt Nam. Như vậy, thưa quý vị và các bạn, đúng như các chuyên gia đã nhận định, giá vàng thế giới đang nghe ngóng các thông tin mới, giá vàng trong nước giao dịch cũng đang bị ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới, thế nên là có sự tăng giảm và biến động không đồng nhất giữa các sàn giao dịch vàng như bảng giá chúng tôi vừa cập nhật cung cấp tới quý vị và các bạn. Mời mọi người và các bạn hãy cùng bấm đăng ký kênh rồi ấn hình quả chuông để đón chờ bản tin giá vàng cập nhật vào đầu giờ chiều ngày hôm nay. Một hành động nhỏ khác là giúp tôi like, share video này tới những ai đang quan tâm đầu tư giá vàng giống như bạn. Bản tin giá vàng cập nhật đầu giờ sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 3 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người và các bạn đã chú ý lắng nghe.
Mọi người và các bạn đừng quên like, share cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Cảm ơn mọi người và các bạn.